mẹ kế bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong bị khởi tố tội giết người. Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bổ sung vụ các đối tượng bạo hành bé 8 tuổi tử vong ở quận Bình Thạnh về tội giết người và che giấu tội phạm. Ngày mùng 5 tháng 1, liên quan đến vụ bé 8 tuổi bị bạo hành tử vong, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bổ sung vụ án giết người và che giấu tội phạm. Cơ quan điều tra có quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 25 tuổi, quê Gia Lai về tội giết người và có quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái, 36 tuổi, ngụ quận 1 về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó ngày 22 tháng 12, công an phường 22, quận Bình Thạnh tiếp nhận tin báo về việc cháu N T V A 8 tuổi tử vong tại bệnh viện Vinmec. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bình Thạnh đã tiến hành điều tra, qua đó đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội hành hạ người khác theo điều 140 bộ luật hình sự ngày 31 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bình Thạnh đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Kim Trung Thái về hành vi ngược đãi hành hạ con. Ngày 1 tháng 1 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bình Thạnh chuyển hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Kết quả điều tra bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố xác định, quá trình sống chung như vợ chồng với Nguyễn Kim Trung Thái, Trang đã nhiều lần đánh đập cháu A bằng tay, cây, roi. Thái nhiều lần chứng kiến Trang đánh đập, hành hại cháu A thậm chí có lần trong lúc trang hành hạ cháu A thì Thái cũng có chảy mắng và đánh cháu A. Trong khoảng thời gian từ 14 giờ đến 18 giờ ngày 22 tháng 12, Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã liên tục đánh, đạp, kiên cháu A tử vong. Sau khi cháu An tử vong, Thái biết Trang có đánh cháu A nên đã có hành vi xóa bỏ dữ liệu camera của căn hộ nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.